Mạnh Quỳnh kể từ khi còn bé, anh đã mê giọng hát của chế Linh Tuấn Vũ. Đến năm 14 tuổi, nam ca sĩ lên thành phố Hồ Chí Minh với mẹ và nhận ra bản thân yêu thích cải lương. Thời điểm đó anh gần nhà với nghệ sĩ Ngọc Ẩn, mỗi lần được mẹ dắt đi chợ, anh ngồi nghe thầy dạy và quyết định xin gia đình cho theo học. Mẹ tôi đưa đến gặp và thầy nhận ngay, tôi học cải lương được 6-7 tháng thì phải trở lại đi học nên bỏ luôn. Được cái tôi nhớ rất dai, sau này tôi trở lại thăm thầy, tôi chỉ lại cho mấy em trong lớp giúp thầy, anh kể. Dòng ca căn nhà màu tím chia sẻ thêm, nhờ những buổi học đó mà anh có thêm khả năng sáng tác, viết những bài tân cổ giao duyên để biểu diễn trước khán giả. Mạnh Quỳnh nói, phía sau những bài tân cổ giao duyên mà anh và dòng ca bông điên điển hát, đều có những câu chuyện mà khán giả không hề biết. Nhưng dịp này, nam ca sĩ tiết lộ... Khi Phi Nhung đứng trong phòng thu là tôi đứng bên ngoài múa, gõ nhịp để quay hát theo. Nhưng được cái ấy theo rất nhanh, một người không được qua trường lớp mà hát nguyên tuồng cải lương như Lương Sơn Bả Chúc Anh Đài, Lan và Điệp ấy hát rất chỉnh chu. Mạnh Quỳnh chia sẻ thêm thời gian gần đây, anh luôn vướng phải những tình đồn thất thiệt sau khi Phi Nhung qua đời, khiến cuộc sống của anh bị ảnh hưởng. Trong đó có một số thông tin như Mạnh Quỳnh dọn nhà về ở gần với Wendy, Mạnh Quỳnh suy sụp đột quỵ, rất là phi lý, không hiểu tại sao lại có thông tin như vậy. Tôi đi đến đầu khán giả cũng hỏi, đó là điều tôi rất buồn. Thôi thì khán giả thương còn để ý, chú Tâm đến mình thì mình nên mừng, nhưng không phải sự đồng thổi như vậy làm tôi vui đâu, anh chia sẻ. Đồng thời, giọng ca căn nhà một tím cũng phủ nhận thông tin sẽ trình diễn một ca khúc với con gái của Phi Nhung mà dân mạng đồng thổi. Anh khẳng định bản thân chưa gặp Wendy từ lúc tang lệ của Phi Nhung đến hiện tại vì muốn để cháu có một cuộc sống riêng.